Hello, thầy xin chào các em. Trong video này thầy sẽ sửa đề thi tổ chức lại kiến thức chương 1 dành cho sinh lớp 10. Cái đề này là cái đề dường như là thầy đã tổng hợp nhiều dạng đó mấy em. Thì dường như nếu mà em làm được cái đề này tốt đó là em đã bao quát được hầu hết kiến thức của chương 1 rồi. Cho nên nếu mà bạn nào đó đã làm tốt rồi thì chúc mừng em. Nhưng mà bạn nào chưa làm tốt đó thì hy vọng là cái video này của thầy nó sẽ giúp các em có thể nhận ra những cái lỗi sai nhỏ nhặt. Thì hy vọng là các em sẽ phân tích cái video này kỹ của thầy. Rồi sau khi các em xem xong á, các em phải ngồi suy nghĩ là cái lời giải của thầy nó đủ thuyết phục cái lời giải trong đầu của em chưa. Nếu mà nó vẫn chưa đủ thuyết phục cái lời giải trong đầu em thì chúng ta sẽ vô lớp tranh luận với nhau, tranh luận liệu rằng cái gì đúng cái gì sai. Rồi thì sẽ bắt đầu với mấy đứa. Ok, chúng ta sẽ phần trắc nghiệm chứ nha. Câu 1 người ta hỏi các em có bao nhiêu câu là mệnh đề. Câu đầu tiên x là nguyên tố thì nó không phải mấy em, tại câu này là mệnh đề chiếu biến, mà mệnh đề chiếu biến thì nó không được gọi là mệnh đề. 4 là số nguyên tố. Đó, ok, x cộng 3 bằng 5 là cũng mệnh đề chiếu biến luôn. Vị trí của lớp toán Trần Bình trên Google Maps ở đâu? Là không phải mệnh đề câu hỏi mấy em, cho nên câu này chỉ có một câu mệnh đề thôi. Thì cái mệnh đề chiếu biến nó không phải mệnh đề mấy em, tại vì nó chưa có thể khẳng định đúng hay sai, nó cần phải chèn một cái biến vô, cho nên chúng ta không thể nói là mệnh đề được. Trong sách giáo khoa cũng có để. Câu 2, phủ định của mệnh đề B. Phủ định của với mọi là tồn tại, phủ định của bằng là khác, như là câu B. Câu số 3, tìm mệnh đề sai. Thì theo thấy cái mệnh đề sai là A, nó hiển nhiên tại vì nó có trường hợp số 0 ấy. Nó là với mỗi x thuộc EG mà 2x lớn hơn x bình là sai, là do nó trường hợp x bằng 0 lớn hơn 0 là sai. Câu A này, em nhìn vô câu A em không thấy sai nữa. Mấy câu khác rồi khỏi. Câu 4, chúng ta sẽ phủ định mệnh đề không có học sinh lớp 11A chấp hành giao thông. À, có tồn tại, cái này tồn tại một học sinh lớp 12 không chấp hành luật giao thông. Thì cái phủ định của cái này là với mọi, tức là mọi học sinh lớp 11A đều đã chấp hành luật giao thông. Thì câu nào đúng? Là câu B, mọi học sinh lớp 11A đều chấp hành luật giao thông. Câu số 5, người ta cho em tập A từ trừ 5 tới 5, người ta hỏi tập nào tập con của A. Thì theo thầy á là câu C. Thì trừ 5 tới 4 là nó là tập con rồi em. Còn mấy cái khác em phải xác định. Kiểu như là em thấy mấy câu khác em sẽ thấy cái sự mâu thuẫn liền. Em thấy cái khác nó sẽ có mâu thuẫn liền nha. Câu 6, cho hai tập đó học A và B, hình là sau đây biểu diễn B là con của A thì chỉ thể là cô D thôi các em. Cái này thuộc về các em nhìn sơ đồ Venn thôi. B là con của A thì cái tập B này nè nó sẽ nằm trong cái tập A hoàn toàn luôn. Nằm trong, ví dụ như cái trái tim của thầy là tập con của cơ thể thầy. Đấy, em hiểu 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 em tưởng tượng này. Rồi, trái tim của em đang nằm trong cơ thể của em thì thầy có thể nói là trái tim của em, cái tập hợp trái tim là tập hợp con của cơ thể này. Rồi câu 7, tập A có bao nhiêu tập con có hai phần tử. Rồi cái này thầy dạy mấy em đúng không, cái số tập con có k phần tử nó là ckn, như vậy nó sẽ là c 2 4, tại cái này có 4 phần tử nè. Ok, vậy là 6 phải không? Mày bấm máy đi. C24 trong máy tính này bấm làm sao? Thầy chỉ cho. Cái chữ C đó ở trong máy tính em nó là ship chia. Ship chia nha. Ship chia, trong cái máy em nó có cái ship chia này, nó ra chữ C thì em sẽ bấm là 4C2. Rồi sẽ lên 6 á. Còn A. Cộng thêm liệt kê cũng được. Trời ơi, liệt kê. Liệt kê thôi cũng dễ mà. Bây giờ tập hợp có con có hai phần tử không, liệt kê nè, 02 nè, 04 nè, 06 nè, rồi xong rồi tới 24 rồi 26. Ok, 24 26 rồi tới 46 nè. Thì nó chỉ có 6 tập con có hai phần tử thôi, nó chỉ có 6 cái tình huống xếp cặp này thôi. Rồi số 4, tập hợp có 5 phần tử thì có bao nhiêu tập con. Câu trả lời là 2 mũ 5 tập con là 32. Cái này thầy giải mấy em rồi nha. Cái số tập con của n phần tử là 2 mũ n các em. Câu 9.
Liệt kê các phần tử của tập A gồm tập những số nguyên với triệt đối nhỏ hơn bằng 2. Cái này các em viết nó ra dạng bất phương trình đi, là x nó sẽ đi từ âm 2 đến 2. Mà lấy số nguyên thì đáp án là B các em, nó đi từ âm 2, âm 1, 0, 1, 2. Câu số 10. Cho A là một tập khắc rỗng. Xác định mệnh đề đúng. Nó nói là tập hợp chứa phần tử này là con của A là sai rồi. Tại vì em đâu có hề biết cái tập A nó chứa cái gì đâu mà em dám nói cái tập hợp chứa cái này là con A. Mình không thể khẳng định được. Rỗng là con của A là chính xác. Chính xác hoàn toàn luôn. Tại vì sao thầy đã dạy các em rồi. Theo cái định nghĩa trong sách giáo khoa, tập rỗng nó phải luôn là con của mọi tập hợp. Đấy. Còn câu C là sai. Tại vì khi mà cái rỗng nó giao với một tập hợp thì nó đâu có cái gì đâu mà ra A mấy em. Cái rỗng mà giao rỗng nó phải ra rỗng. Còn A mà hợp rỗng thì không phải là rỗng mà là A. Ok. A hợp rỗng hay là A nghe em. Câu số 11. Cho tập C được viết dưới dạng tập hợp nào? Thì là trừ 27 thôi. Trời, con này tôi cho điểm mà. Trừ 27. Trừ 2. Ủa, từ 2 tới 7 là 2 tới 7 là câu B. Con này kiểu như cho điểm luôn á. Câu 12 chắc thầy sẽ copy qua một cái mấy em ơi. Từ từ tôi copy cái qua anh em. Đợi xíu nha. Tôi quên nữa. Chờ xíu, chờ xíu. Nhưng tôi để có 12, 13 đâu mà ta. Document. Chờ thầy cái nha. Ok, có rồi nè. Rồi thầy gửi qua Zalo. Xong rồi thầy mới lấy cái hình ảnh này qua giải cho em nha. Từ để tôi mở Zalo tôi lấy tôi giải một lượt luôn. Rồi. Như tôi tải nó vậy đi. Lưu thành công. Xong tôi ra ngoài tôi insert nó vô. Ok. Giờ này insert vô sao ta? Khó chịu với ta. Làm sao ta thêm được dữ liệu vô đây ta? Thôi kiểu như là giảng đại ngoài đi. Ok ok ok. Giảng đây luôn. Ok, giờ mấy em nhìn câu này nè, câu 12 nha. Nó hỏi là có bao nhiêu tập hợp x thỏa mãn là x vừa chứa thằng A mà phải vừa con thằng B. Thì thầy đã giảng em trong lớp rồi. Câu này mà thầy không thể nào mà thầy nói liên thiên hoài nha. Nó vừa chứa thằng A mà nó vừa con B là bắt buộc á, thằng B này nó phải chết ngay cái chỗ là ABC rồi. Tức là thằng B này nó phải luôn chứa ABC. Ok, như vậy là em phải hiểu là giống như là em viết cái tập này lại là nó phải luôn chứa ABC vậy đó. Rồi xong nó DE đúng không? Thì lúc này nó giống như là một cái tập hợp có hai phần tử. Rồi em liệt kê số tập con có hai phần tử vậy đó. Thì cái số tập con nó phải là 2 mũ n và 2 mũ này là 2 mũ 2, tại vì nó chỉ còn cái d với cái e thôi các em. Nó chỉ còn d với e thôi. Ok không? Cho nên cái số tập hợp thỏa mãn cái này phải là 4. Còn nếu không thôi em cứ liệt kê tay đi. Em liệt kê tay, ví dụ em liệt kê là a b c d. Rồi ok, a b c d. Ủa a b c e cũng được. Mà a b c d e cũng ok. Rồi A, B, C cũng ok luôn. Tập A, B, C cũng ok luôn đó. Tập A, B, C nó vẫn thỏa mãn cái đó mấy em. Cho nên tổng cộng mình có 4 tập hợp thỏa mãn cái này. Hiểu không nè? Thì cái câu 12 này nè, là nếu như em không có đi học trong lớp là nãy giờ thầy nói em không có hiểu rõ đâu. Câu này thầy dạy rất là kỹ trong lớp mấy em. Câu 13. Cho hai tập AB khác rỗng, thỏa mãn A là con của B, tìm mệnh đề sai. Rồi, mệnh đề sai. Câu này dễ chết lắm nha. Mệnh đề sai phải là câu C các em, câu C là sai. Làm sao để giải thích cho em câu này giờ ta? Tôi lấy cái viết cái tôi giải thích mới được. Ok. Được không ta? Tôi móc cái viết ra cái nhà. Ok, tôi giảng một cái viết nè. Nó nói là A con B thì cho đại A đi. A con B thì cho đại là 1, 2.
Còn tập B thì cho đại là 1, 2, 3, 4 đi. À, ok. Mới cho đại một cái số luôn. Tôi giảng mấy người dễ hiểu nhất. Bây giờ nó nói A hiệu B bằng gỗng là đúng rồi nè. A hiệu B thì hiển nhiên gỗng rồi. Tức là em lấy phần A bỏ phần B là em bỏ hết trơn rồi. A giao B bằng A cũng là đúng luôn. Nhưng mà B hiệu A bằng B là sai. Hãy lấy B hiệu A cho em xem. B hiệu A là lấy phần B bỏ phần A đúng không? Tức là nó chỉ còn 3, 4 thôi. Mà nó nói là bằng bằng B là sai rồi. B hiệu A nó không thể bằng B được. Cho nên đáp án còn là câu C. Đấy, câu 12 là câu C, còn câu 13 cũng câu C luôn. Đó. Rồi là giảng câu 2 câu 3 xong rồi nha. Mà tôi cắt đi, tôi tắt cái viết cái. Ok, tiếp tục nha. Rồi câu 14. Câu 14 như sau nè. Nó hỏi tập A có bao nhiêu tử thì em giải phương trình này ra thôi. Em bấm máy thì hai nghiệm là 1 với trừ 5 là lụm hết rồi. Tại này là g, tức là ra nhiêu nghiệm g thì lụm hết, nên là có hai phần tử. Câu 15 là tìm phần bù của A trong x, tức là lấy x hiệu A đúng không? Giống như là trong cái tập hợp mà cái này nó trước cái kia em đục lỗ vậy thôi, tức là em bỏ 7 8 9 ra. Như là còn 4 5 6 của B. Tìm phần bù của A trong x là C x A đó, tức là bằng x hiệu A đó, tóm lại phần bù là hiệu. Phần bù là hiệu thôi, mấy em hiểu đơn giản thôi, đừng hiểu phức tạp đó. Phần bù là hiệu. Hiệu nhưng mà hiệu cái dạng là lấy cái tập lớn hơn nó để bỏ nó. Giống như là hiệu giống như là trong giống như là em đục một cái lỗ vô tường đó, thì cái lỗ đó người ta gọi là phần bù, mấy em phần bù, tức là em bù vô đó thì nó mới đủ gọi là phần bù. Hiểu thì vậy đó. A hợp B câu 16 nè, 1 2 4 5 mà hợp này là câu A rồi. Câu này đơn giản. Còn này câu 7 A giao B phải không? A giao B là lấy phần chung. Nó có cái gì chung? Số 2 chung nè. Số 4 chung nè. Quá ngon, là câu D rồi. Tiếp theo là câu 18, A hiệu B là lấy phần A bỏ phần B đúng không? Tức là bỏ số 2 với số 4, tại nó có chung số 2 số 4 nè. Vậy là ra 1 3 5 là câu C. Câu 19 lấy B hiệu A, tức là lấy phần B bỏ phần A là bỏ 2 4 nha. Nó có phần chung là 4 nè. Vậy là ra 0 câu B. Câu 20. Ok, bây giờ em biết cái nào đúng em phải liệt kê cái đi. Bây giờ mình giải cái phương trình này ra. Nó sẽ ra hai nghiệm. Một nghiệm là x bằng 3 với x bằng âm 2 phải không trời? Kiểu như là tôi thử coi. X bằng 3 thì x trừ 3 nhân x cộng 2 coi nhân lại coi giống không? Tự nhiên tôi không có máy tính cái bên anh em. Rồi chết mò rồi, sai rồi. Trừ 3 với 2 mới đúng anh em. Trừ 3 này cộng 3 này trừ 2 phải không? Nhân vô lại x bình cộng x trừ 6 quá ngon. Như là cái này x bằng trừ 3 với 2. Còn này thầy nhẩm nghiệm được nè, 1 với 1 phần 2 chứ gì. Như vậy là mình sẽ có tập A là trừ 3 với 2. Còn tập B á, đứa nào mà bỏ cái 1 phần 2 vô là méo cái miệng luôn. Thì sai đấy. Nó nói số tự nhiên, nó là chỉ có số 1 thôi. Rồi, bây giờ cái nào sai? B hiệu A là 1, 2. Ủa, lộn, cái này là đúng chứ. Đúng nha. B hiệu A là 1, 2 là tào lao rồi. B hiệu A là có số 1 thôi. A giao B. A giao B là cũng sai luôn, cũng tào lao luôn. A hiệu B bằng A là chính xác nè. Câu C chính xác. Em lấy tập A mà bỏ tập B là đâu có bỏ gì đâu, cho nên chỉ còn tập A thôi. Rồi, ok, chính xác. Câu 21, tìm A hợp B, cái này em phải vẽ ra nha. Vẽ ra. Trừ 4 tới 7, trừ 4 đến 7. Thầy tô màu đi, trừ 4 tới 7 là màu hồng nha. Mấy này thì tô màu cho mấy em dễ nhìn. Xong rồi lấy từ trừ vô cùng tới trừ 2 nha. Trừ vô cùng tới trừ 2. Rồi hãy lấy màu xanh nha. Hợp đúng không? Hợp là lụm hết. Hợp là lụm hết cho nên mình sẽ lấy từ trừ vô hạn tới 7 luôn. Và cái số 7 này là mặt tròn, mặt vuông này thấy không? Thấy mặt vuông không? Cho nên chúng ta sẽ lấy câu D. Trừ vô cùng tới 7 mặt vuông. Mấy cái đồ quỷ mặt vuông mặt tròn đó, rồi nếu mấy em không hiểu mấy em phải vô lớp mấy em hỏi thầy, rồi mấy em kiểu như hai thầy trò mình kiểu như nói chuyện qua lại đó em mới hiểu, cái kiểu như là em coi video nhiều khi em hiểu sâu sâu đâu, em hai trò phải nói chuyện qua lại. Câu 22,
một năm còn em hiểu rồi thì quá tốt rồi, em thuộc dạng thông minh. 1 tới 5 là tập A đúng không? Rồi tôi để màu đỏ đi. 2 tới 7 là tôi cho màu xanh đi. Tôi cho màu xanh nha anh em. Hai này giao lại gì là ra thành 2 tới 5 rồi. Hai này giao lại là từ đây tới đây nè, 2 tới 5. Vậy là lấn này cô B luôn, khỏi suy nghĩ nhiều. Câu 23. Dễ luôn, vô trừ 1 tới 5. Tôi tô màu nữa nha anh em. Màu hồng. 2 tới 7. Ê, lộn. Lộn. 2 tới 7 là đây nè. Là màu xanh. Màu xanh nha. Như vậy là lấy A hiệu B, tức là lấy màu đỏ bỏ màu xanh, tức là em còn trừ 1 tới 2 thôi. Nhìn được không? Em chỉ còn cái khúc này thôi. Tức là em lấy màu hồng cắt bỏ màu xanh. Vậy là chỉ còn trừ 1 tới 2, vậy em đâu thể loại cô B với câu C thì. Thì bây giờ câu hỏi đặt ra nè, mình nên lấy số 2 hay không? Thì các em coi cái tập B nó có số 2 không? Không có số 2 đúng không? Thì mình sẽ lấy số 2. Tại sao? Tại vì em lấy màu đỏ nhưng mà em bỏ màu xanh, nhưng mà bản thân màu xanh nó có số 2 đâu. Cho nên chúng ta vẫn giữ nó lại. Vẫn giữ nó lại. Tôi nói kiểu như phép hiệu cái chỗ này, cái chỗ mình sao tự nhiên hàng năm tôi giải thích nó học sinh nó bị ngáo ngáo chỗ này, mà em thì dạng thông minh nói cái là hiểu liền. Nếu em lấy tập A mà hiểu tập B mà cái thằng B này có mặt tròn thì đổi là mặt vuông, rồi đơn giản vậy thôi, hiểu không? Đơn giản thôi. Dù như em lấy A hiểu B mà này đang tròn đúng không, trời ơi thì đổi là vuông vậy thôi. Nếu em hiểu gì thì cũng được, này nói gì mỗi người mỗi khác, nhưng mà theo thầy vậy là dễ hiểu nhất. Giỏi chứ thích nhiều. Còn thầy nói theo kiểu là thầy hỏi rồi, ôi em lấy A hiệu B mà thầy hỏi em tập B có số 2 không, cái em trả lời không, rồi cái thầy nói một câu em bỏ một cái tập hợp mà bản thân cái tập hợp nó không chứa số 2 thì không thể bỏ số 2 đó. Tự nhiên có nói gì cái bị loạn, cho nên tùy mỗi người thôi, tùy mỗi người thì cái về vấn đề ngôn ngữ thôi. Mà bạn để thầy xả cái điện laptop cho em, laptop hết pin. Xin lỗi, I'm sorry. Chào thầy sếp. Giờ này cũng khuya nữa mấy em, nhưng mà kiểu như là thầy, cái thói quen của thầy là công việc cái nào là dứt điểm cho nó xong cái đó luôn, cho nên thầy không muốn trì hoãn á, thầy phải làm xong việc của thầy luôn, đó là thầy quy đồ cho các em. Câu 24 nè, ok, câu này nhiều bạn sẽ cần tham khảo nè. Bây giờ nó nói cái lớp này có 40 học sinh, trong đó có 30 học sinh đạt học sinh giỏi môn toán, 25 học sinh đạt học sinh giỏi môn văn. Biết rằng chỉ có 5 học sinh không đạt học sinh giỏi môn nào trong cả hai môn toán văn, đó là em giải thích thầy giải thích cho em hiểu nè, tức là em có 40 thằng đúng không, thì ở trong đây đó nó có một cái vòng, là trong cái vòng màu xanh là những cái thằng có danh hiệu sinh giỏi nè, thì em tính cái vòng màu xanh thôi, tức là bây giờ em có là 40 người, em trừ 3, em trừ cho 5 người mà không liên quan đi, 5 người này không liên quan á, năm nãy nó chả liên quan đến cái tập hợp có học sinh giỏi của mình, cãi bà nó cho nó không liên quan luôn, nó đâu quan trọng lắm em, thì nó sẽ bằng 35 người nha. Tức là 35 người này toàn là tụi giỏi không, toàn là tụi giỏi không, tức là cho 35 người này toàn sinh giỏi hết. Rồi bây giờ thầy sẽ vẽ cái tập hợp học sinh giỏi, cái dòng này là học sinh giỏi toán nha, còn cái dòng màu xanh là học sinh giỏi văn, đồng ý không? Còn mấy em phải hiểu nè, còn còn cái 40 người đó là nó vậy nè. Nó nguyên cái hình chữ nhật này là 40 người, thì cái những cái gì ở ngoài là 5 thằng thôi. Chỉ có 5 thằng này ở ngoài thôi, thì mình đừng kể tới nó kệ nó đi, bỏ nó đi. Mình chỉ biết á là nội trong cái dòng này là còn 35 đứa đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm sao? Theo thầy nghe, thầy sẽ đặt vậy nè, không biết mấy em hiểu không, thầy sẽ đặt x. Thầy sẽ đặt x là cái cụm này nè, cái cụm màu đỏ nè. Cái cụm màu đỏ là x nè, hiểu không? Còn cái cụm màu xanh là y. Ok cho anh em. Đó, thông thường tôi có thói quen tôi hay để vậy cho không lộn đó.
Còn cái cụm mà tôi tô màu xanh lá cây đi. Cái cụm màu xanh lá cây là cái cụm nó giỏi cả toán và văn luôn đúng không? Đó. Rồi bây giờ mình gọi đàng hoàng đi, hàng X là nó chỉ giỏi toán, còn hàng Y là nó chỉ giỏi văn, còn hàng cái màu xanh là hàng Z. Bản thân cái thằng Z này nè, nó phải giỏi cả toán và văn luôn. Đó, ông hay làm gì đỡ đỡ bị nhầm nữa. Rồi giờ vô nha. Giờ nó hỏi gì? Hỏi có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi một môn trong hai môn toán và văn, tức là em phải lấy X cộng Y. Được chưa? Thằng X là nó chỉ giỏi môn toán, còn hàng Y là nó chỉ giỏi môn văn, thì em phải lấy X cộng Y nó sẽ ra được cái tập hợp mình cần. Vậy giờ mình có làm sao trời? Ok. Rồi giờ nhập hệ thôi, mình sẽ có X cộng cho thằng Z đúng không? Thằng X này cộng cho thằng Z nó phải bằng 25 thằng giỏi văn. Tiếp theo thằng Y cộng cho thằng Z nó phải bằng 30 thằng giỏi toán đúng không? Thôi kệ đi, thằng X là X X là văn hay toán trời, nó tùy mỗi người thôi. Thôi nhưng tôi để nên cho giống luôn đi, tôi để X là toán nha, X X là toán, X cộng cho vừa giỏi văn vừa toán thì ra 30. Y cộng Z là bằng nhiêu? 25 đứa giỏi văn. Rồi bây giờ em sẽ có là X cộng Y cộng Z là cộng ba cái này lại, nó phải là cái sĩ số học sinh giỏi đúng không? Là ra 35. Đó. Rồi nhiệm vụ của mấy em là giải hệ phương trình này thôi. Thì giải hệ phương trình này ở ngoài nha, mấy em tự bấm máy nha. Giải hệ này thì thầy dễ cho giải nè, dễ ở cả em nhập vô 1 0 1 rồi 30 rồi 0 1 1 25 rồi 1 1 1 35. Trời ơi giờ này không biết bấm máy giải hệ nữa là chặt cái tay luôn á. Đùa thôi, không biết hàng chỉ. Đừng, không biết gì vô đó thầy chỉ nghe, tôi nói giỡn á. Nhưng mà kiểu kiểu như là này không biết bấm hệ phương trình thì kiểu như em thầy không biết lớp 9 em có học hành đàng hoàng không á. Thầy khó chịu vô đó. Nhưng mà nếu em không biết thì em cứ kêu thầy chỉ. Thầy nói đùa đó. Thầy nói đùa, đôi khi thầy nói đùa đừng giận nha. 35. 10 năm với 20 phải không? 10 năm với 20. Rồi. X bằng 10. Y bằng 5, Z bằng 20, cho nên em tổng hai này lại là 15 là câu B. Tất nhiên là chắc chắn câu 24 còn nhiều bạn giải rất là hay hơn thầy. Mấy em thầy là giải trời ơi, quá gườm gà luôn, đặt ít y giác trời ơi tùm lum hết trơn. Nhưng mà đây là cái kiểu cách mà tôi hay làm, đó là tôi hay kiểu đại số hóa một vấn đề, cho nên tôi giải nó hơi lâu nha. Nhưng mà nếu mà mấy người có cách giải hay hơn thì cứ giải theo mấy người đi, đừng giải theo tôi. Tôi hay gì đó. Rồi giờ câu 25, ok tôi cho rất là dễ. Nó cho tập A là 03 dễ nha. Câu này thì cho là thuộc dạng nhẹ lên đó nha. Từ 0 tới 3. Xong nó nói là thằng B là số 10 là cố định rồi nè, thằng số 10 nó nằm tuốt bên này nè. Như vậy là em phải kê cái chữ B vô đâu để thằng này là rỗng, thì chắc chắn thì đảm bảo em luôn. Ví dụ em kê thằng B đây là chết queo rồi, nó không rỗng được đâu. Em phải kê thằng B qua bên đây nè. Thằng B nó phải nằm bên đây thì nó mới rỗng nổi. Ok chưa? Như vậy là thằng B này nó phải lớn hơn bằng 3 các em, vậy là bộ B. Đó, thằng B này phải lớn hơn bằng 3 thì nó mới rỗng được. Thì câu hỏi đặt ra là liệu B bằng 3 có rỗng không? Câu trả lời là cũng có luôn. Tại vì cả hai cái này là mặt tròn hết mấy em. Hiểu nè, nếu thằng B mặt vuông thì nó cũng cũng B bằng 3 nó cũng rỗng được nữa. Ok, nhưng mà nếu mà hai này mặt vuông hết. Nếu hai này mặt vuông hết mà em cho câu B là sai, mà phải là câu A mới đúng. Hiểu không nè, nhưng mà bài này hay cho hai cái này tròn hết, cho nên cái này em lấy số 3 thì nó vẫn rỗng thôi. Cho nên đáp án câu 25 là B. Thì mấy câu hay như câu 25 này là những câu nâng cao với em. Mấy câu này là em phải tư duy. Chứ không thể nào mà cái kiểu mà em nhớ máy móc mà em làm được câu 25 đâu. Em phải tư duy. Mỗi câu trong mỗi khác nha. Câu này phải tư duy rồi. Rồi giờ tới phần tự luận nha. Phần tự luận tôi sẽ trình bày chuẩn chỉ luôn cho anh em. Đây câu A nè, bị lừa nha. N sau là không có số 0 nha. Cho nên cái tập A này nè, em sẽ viết lại như thế này. 1, 2, 3, 4, đóng lại, xong. Tiếp theo câu B, A hợp B các em nhìn nha, là lụm hết đúng không? Lấy 1, 2, 3, 4, rồi em lụm mấy cái vô luôn đi.
4 rồi 6 8 10 12. Xong, A giao B. A giao B là lấy phần chung của A với B là lấy số 2 nè. Số 4. Xong. Chỉ có hai số thôi các em. A hiệu B là lấy phần A bỏ phần B đúng không? Là em bỏ 24 ra thì nó sẽ còn 13. Đấy. Rồi nêu lên tính chất đặc trưng của thằng B. Rồi, đơn giản thôi, thằng này là số số chẵn rồi mấy em. B bằng rồi nó là số tự nhiên. Ok. Số tự nhiên sau đi, tại bà nó không sao, sau hay không sao thì cũng quan trọng. Được chưa? Sao cho nó là số chẵn. Nó là số chẵn thì nó là 2n. Ok chưa anh em? Ok, nó là số tự nhiên sao, sao cho nó là số chẵn. Rồi, rồi em phẩy một cái n nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 6 là xong. Là xong nha. Vậy giờ nếu em kiểm tra lại em coi có cách thầy ghi nó có khẽ hở không? Nếu có khẽ hở thì nói luôn. Ví dụ n nhỏ hơn bằng 6 thì em nói là trời ơi thầy ơi lỡ n bằng 0 rồi sao? Thì nếu n bằng 0 đó thì nó sẽ vi phạm cái thầy vừa ghi, tại vì thầy nói là x là số tự nhiên sau. Thì chắc chắn thằng x này á, nó phải đảm bảo là nó phải luôn là số 1 trở lên. Ok chưa? Nhưng mà thằng x này nó được định nghĩa với thằng n ngay đây nữa, cho nên nó không bị kẽ hở nha. Cho nên thầy thấy cách ghi là ok nhất, nhưng mà có nhiều bạn ghi vẫn có đúng nhưng mà khác thầy, thì thầy nhấn chấm thôi. Mỗi người mỗi khác nha em. Thì nhiều bạn có thể hỏi thầy, thầy ơi em kẹp ở đây số 1 được không? Câu trả lời là vẫn ok luôn, vẫn đúng. Vẫn đúng, không có gì sai, thậm chí ngay đây em để số nguyên. Em để số nguyên, xong rồi em nói n đi từ 1 tới 6 thì em vẫn đúng luôn. Cái nào cũng được hết. Tùy, nhưng mà ý thầy nói là khi em ghi tới tính rất đặc trưng của một cái tập hợp đó, em phải làm sao em suy nghĩ là nó đừng có cái kẽ hở vô đó, tức là người ta có phải phản biện cái luận điểm đặc trưng của em. Hiểu chưa? Người ta có thể phản biện cái luận điểm đó thì nguy hiểm nha. Thì nói là em ghi cái gì cũng được, nhưng mà nó phải theo một cái nguyên tắc nào đó mà người ta không thể phản biện em á. Ý nghĩa là vậy. Rồi, ghi cái này cũng đúng, không thành vấn đề. X là số nguyên, X bằng 2N với N đi từ 1 tới 6. Đó. Và xong cũng được. Ok, nó rất lầm. Rồi, xong cái này, giờ tới cái nào? Câu 2 hả? Câu 2, rồi. Rồi, xác định mà biểu diễn kết quả chụp số gì? Tức là mấy người xác định trước đi. Đây là bước đầu tiên, xong rồi hãy biểu diễn. Đừng có làm tùm lum. Bây giờ tôi xác định hai thằng này giao trước nha. Tôi ra ngoài nháp. Tôi biểu diễn nó thử. Trừ 3 tới 1 nè. Là màu xanh nè. Xong rồi tôi biểu diễn 0 tới 4 là tôi thấy nó màu hồng. Là tôi thấy hai này giao lại là 0 1 rồi đó, quá im rồi đó. Cho nên tôi ghi 0 1. Rồi xong bây giờ tôi mới vẽ đàng hoàng nè. Giờ tôi mới vẽ đàng hoàng nè. Từ 0 tới 1 tôi vẽ để vậy thôi. Xong tôi gạch thôi. Trời ơi, nhẹ nhàng người làm cái gì tùm lum á. Chấm nhìn mù con mắt luôn. Em làm như vậy đó là không có ai phản bác được em hết. Em biết tại sao không? Tại vì trong sách giáo khoa nó trình bày y gan như vậy đó. Trong sách giáo khoa không, thầy nó không có ghi tùm lum như vậy đâu. Nó ghi, tức là nó phịch. Cái này là em tìm ngoài nháp xong em mới biểu diễn vô. Chứ đừng có theo kiểu là vừa biểu diễn rồi vừa tệ, vừa trình bày. Dễ bị trừ điểm nha. Mấy người cứ làm chuẩn sách khoa đi, không ai bắt được mấy người đâu. X hiệu y, gọi tôi ra ngoài nháp tôi làm cái ơi. Trừ 3 tới 1 rồi 0 tới 4, hai này hợp nhau là ra trừ 3 4 là ok nè. Trừ 3 4 xong rồi tôi mới ra ngoài. Ủa lộn, ra ngoài mà tôi vẽ chụp vô. Trừ 3 vuông, 4 một tròn. Rồi giờ gạch thôi. Ok nè, gạch 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 rồi, ok, xong. Đây là trình bày chuẩn sách giáo khoa. Thì cho dù giáo viên họ có cay em, họ có khó chịu với em, họ cũng phải chấp nhận cách trình bày của em. Tại sao? Tại vì đây là em trình bày y gan sách giáo khoa chứ có khác cái gì khách giáo khoa đâu. Thì họ phải buộc cho em điểm đúng thôi. Nhưng mà thực ra để em không bị giáo viên ghét thì kinh nghiệm của thầy đó là vô lớp hạn chế, gọi là kiểu như là tỏ vẻ là mình là người biết trước á. Mình cứ ví dụ như người ta hỏi mình cái này khi mình trả lời thì thôi, chứ đừng có nói mình biết trước cái gì hết trơn á, thì kiểu như giáo viên sẽ thích em.
Còn em hay kiểu là rõ ra mình là người có hiểu biết á thì không ai thích nó. Có cái thầy, bản chất của con người, mấy em nhớ nha, bản chất của con người, cái tâm lý của con người á, đặc tính của nó đó là nó sẽ khó chịu với những cái người mà hay thể hiện như mình cao hơn họ. Cái đó là cái kiểu như cái bản tính có tự trong cái căn cái yếu tính của con người rồi. Trừ khi cái người nào mà họ kiểu như là họ học về tâm lý nhiều dữ lắm, họ nhận ra cái đó là cái tật xấu thì họ mới dần dần họ bỏ thôi. Chứ con người bản chất sinh ra họ đã có một cái dạng tâm lý đó rồi. Dạng tâm lý đó, cho nên cách tốt nhất đi không bị người ta ghét đó là đừng có nói tốt về bản thân em là đâu, nên là đừng bao giờ nói tốt về bản thân mình thì người ta sẽ thích mình. Ác vậy đó, con người nó ác vậy đó. Thầy đọc những cái điều đó không phải là tự nhiên thầy thầy nói là kinh nghiệm đời sống luôn em. Kinh nghiệm đời sống nó chưa đủ mà nó thầy đọc sách tâm lý học nữa em. Sách tâm lý học thật sự là thích, sách tâm lý học nó có ghi cái đó nha. Rồi giờ cái câu 3, rồi giờ câu này sẽ trình bày sao, tôi chỉ trình bày nha anh em chuẩn chỉnh luôn. Bây giờ em sẽ vẽ cái sơ đồ Venn ra. Thằng này là mấy đứa học toán nha, còn màu xanh là mấy đứa học vật lý. Nếu nếu em có hai cái viết em vẽ giáo viên người ta còn thích nữa thì em gọi thằng này là X đi, này là Y. Ok chưa? Thằng này là Z. Rồi em gọi giống như thầy nói đi, gọi X là những bạn, á chỉ học toán. Đó là tụi này nó chỉ học toán thôi, cái tụi này nó chỉ học toán thôi. Còn thằng Y là những bạn chỉ học lý, còn thằng Z á là những bạn học cả toán lý luôn. Thằng Z là thằng này là học cả toán và lý luôn. Thằng quý rất là thằng Z nữa là hai là giao chung là học cả toán và lý luôn. Rồi bây giờ em nghĩ ta có rồi bây giờ mình cần tìm gì, nó hỏi có bao nhiêu bạn vừa học toán và vừa học lý. Ok, tức là mình tìm Z chứ gì, thì mình sẽ có là thằng Z, thằng X cộng thằng Z cộng thằng Y thì nó sẽ bằng tổng số học sinh đúng không? 16 học sinh là bằng 16. Thì nếu là thằng X cộng Y cộng Z là nó phải là 16 học sinh như trong lớp của thầy đó. Rồi, cộng thêm cái gì nữa? X cộng Z. Ok, thằng X cộng Z chính là cái số lượng học sinh học toán. Học sinh học toán là nhiêu đứa? 10 đứa, quá êm. Rồi thằng Y cộng Z là cái số lượng học sinh học văn là bao nhiêu đứa? Ủa lộn, học lý, không bị lộn rồi. 12 đứa học lý. Rồi em giải cái hệ này giùm thầy đi. X bằng Y bằng Z bằng. Tôi bấm máy nha anh em. Tôi bấm máy ngoài nghe, anh em tự bấm nha. 11116. Rồi 10 0 1 1 12 4 6 6. Ok, 4 6 6. Rồi vậy mình trả lời được rồi. Hỏi nó hỏi con nhiều đứa vừa học toán vừa học lý thì trả lời luôn, đó là 6 đứa. 6 đứa. Ok, vừa toán vừa lý là thằng rách cái gì nữa. 6 đứa vừa học toán vừa học lý. Rồi đó là lời giải của thầy. Xin lỗi, đừng ghi vô 6 đứa, 6 học sinh. Siga đáp án là 6 học sinh, đừng ghi 6 đứa này, ghi 6 đứa bị trừ điểm đó. Rồi, đây là lời giải của thầy, hy vọng là thầy nói em nè, cái câu 3 đó là nó nhiều cách trình bày và nó nhiều cách để làm. Đừng có kẹt vô thầy. Ok, đừng có kẹt vô thầy. Nếu em hiểu được cái góc độ nào của thầy thì em lượm vô em xài của em thôi, đừng có kẹt vô thầy nha. Nếu em giải đúng mà cái lập luận của em không bác bỏ được thầy cũng công nhận, thầy cho em điểm tối đa luôn. Thì cái thói quen của thầy trong những bài này, thầy thường hay kiểu như đại số hóa một vấn đề á, chứ thầy không có làm theo kiểu gọi là ghi vô tùm lum đâu, thầy đại số hóa nó. Rồi, đây là lời giải của thầy, hy vọng các em sẽ có một cái công cụ, và hy vọng các em nếu có các em có một cái điều gì đó mà các em cảm thấy không thích thuyết phục em á, em cứ vô phản biện thầy sẽ lắng nghe cái lời phản biện của em. Rồi, bye bye và chúc em học tốt.